Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc giải cứu bé trai 10 tuổi bị mắc kẹt trong ống bê tông sâu 35 mét tại Đồng Tháp, tính tới đêm qua ngày 2 tháng 1, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục nỗ lực tiếp cận vị trí sâu nhất của ống để cố gắng đưa cọc bê tông lên. Do nhiều ảnh hưởng từ địa chất địa tầng, chính vì thế công tác cứu hộ cứu nạn gặp không ít khó khăn. Thông tin cập nhật về sự việc chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị trong các bản tin tiếp theo. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký quyết định 1661 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng của năm 2022. 1.800 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2022 được bổ sung theo quyết định số 1661 cho 28 địa phương, gồm Lạng Sơn 50 tỷ đồng, Lào Cai 40 tỷ đồng, Lai Châu 30 tỷ đồng, Hà Giang 30 tỷ đồng, Tuyên Quang 40 tỷ đồng, Cao Bằng 30 tỷ đồng, Bắc Cạn 40 tỷ đồng, Hòa Bình 60 tỷ đồng, Điện Biên 30 tỷ đồng, Sơn La 40 tỷ đồng, Yên Bái 30 tỷ đồng, Phú Thọ 50 tỷ đồng, Ninh Bình 40 tỷ đồng, Thanh Hóa 120 tỷ đồng, Nghệ An 200 tỷ đồng, Hà Tĩnh 50 tỷ đồng, Quảng Bình 70 tỷ đồng, Quảng Trị 120 tỷ đồng, Thừa Thiên Huế 150 tỷ đồng, Đà Nẵng 100 tỷ đồng, Quảng Nam 150 tỷ đồng, Quảng Ngãi 100 tỷ đồng, Phú Yên 30 tỷ đồng, Kon Tum 30 tỷ đồng, Đắk Lắk 40 tỷ đồng, Đắk Nông 30 tỷ đồng, Lâm Đồng 30 tỷ đồng, Cà Mau 70 tỷ đồng để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022. Số tiền trên các địa phương thực hiện hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy hải sản bị thiệt hại, hỗ trợ thiệt hại về nhà ở, gạo cứu đói, hỗ trợ khẩn cấp di dời dân theo quy định hiện hành. Để bảo đảm an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng trong đợt Tết và mùa lễ hội xuân 2023, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM đã thành lập 11 đoàn kiểm tra, thực hiện kiểm tra việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết trên địa bàn thành phố. 11 đoàn công tác của Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM sẽ kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nhập khẩu thực phẩm là đầu mối lớn, các chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn. Trong đó tập trung vào những cơ sở sản xuất kinh doanh các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết và các cơ sở dịch vụ ăn uống về việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm. Chú trọng kiểm tra về điều kiện của cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, điều kiện an toàn thực phẩm của cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, chất lượng an toàn của sản phẩm, thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ. Thời gian thực hiện kiểm tra việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết từ cuối tháng 12 năm 2022 đến giữa tháng 3 năm 2023. Thưa quý vị, ở các điểm trường vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, điều kiện sinh hoạt học tập của các em học sinh còn rất nhiều khó khăn. Với mong muốn hỗ trợ những suất ăn, bảo đảm chất lượng dinh dưỡng cho các em, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với các tổ chức cá nhân hảo tâm hỗ trợ nấu những bữa ăn trưa cho các em ở các điểm trường. Điểm trường thôn Khuổi Trang, xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình có 31 em học sinh là con em đồng bào dân tộc Mông và Dao đang theo học. Bắt đầu từ tháng 10 năm 2022, cùng với chế độ bán trú theo quy định của nhà nước, bữa trưa của các em được hỗ trợ thêm 6.600 đồng từ dự án thiện nguyện tiếp bước đến trường. Tôi rất mừng tạo điều kiện cho các cháu ăn tại trường. Bây giờ lại được quan tâm cho các cháu ăn thêm, ăn ngon, ăn đủ hơn. Tôi rất phấn khởi, rất cảm ơn các đồng chí đã hỗ trợ. Dự án tiếp bước đến trường khởi động vào đầu tháng 9 năm 2022 và điểm đến đầu tiên là trường mầm non Xuân Lập, huyện Lâm Bình. Các nhà hảo tâm sẽ nhận nuôi một hoặc nhiều học sinh với số tiền mỗi em là 150.000 đồng một tháng. Đến nay đã có trên 150 tập thể cá nhân tham gia dự án, hỗ trợ nuôi cơm trưa cho gần 200 em học sinh với tổng số tiền trên 103 triệu đồng. Rất là cảm ơn đã hỗ trợ, ủng hộ cho các cháu để phần nào cho các cháu có những bữa ăn ngon hơn, các cháu thích đi học hơn và cái sức khỏe của cháu được tốt hơn, cháu không bị còi xương suy dưỡng nữa. Trong thời gian tới, chúng tôi cũng sẽ nhân rộng thêm cái diện đối tượng để hỗ trợ, đó là các em học sinh tiểu học ở trên các địa bàn có cái điều kiện kinh tế còn khó khăn. Tính toán là sẽ nhân rộng đến các cái địa bàn khác, ví dụ như Chiêm Hóa, Na Hang, Hàm Yên. Trong năm 2023 thì cái lộ trình chúng tôi sẽ cố gắng là sẽ tiếp cận và hỗ trợ giúp đỡ được từ 600 đến 800 em học sinh. Tỉnh Tuyên Quang hiện có trên 216.000 trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó trẻ em là con em hộ nghèo, cận nghèo là gần 37.000 trẻ. Sự đồng hành sẻ chia từ các tổ chức, các nhà hảo tâm đang góp phần tiếp thêm động lực đến trường, thắp sáng thêm ước mơ hy vọng cho các em nhỏ nơi vùng sâu vùng xa.